Kim Vũ Thời báo chấm D xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Một góc nhìn khác về việc ông Phúc tự thanh minh cho gia đình. Ngày 10 tháng 2, trang báo mạng Tiếng Dân đăng bài Ông Nguyễn Xuân Phúc với chiêu trò láo cá của tác giả Mộc Hạ bình luận về sự việc ông Phúc tranh thủ biện hộ cho gia đình trong khi phát biểu tại lễ bàn giao công tác chủ tịch nước. Quan điểm của tác giả cho rằng ông Phúc giở trò khôn lỏi, trò láo cá khi nói ra lời thanh minh này. Và đây là hình bài viết trên trang báo Tiếng Dân. Thời báo chấm D giới thiệu đến quý khán giả bài viết này để có những góc nhìn đa chiều về sự việc. Sự kiện ông nguyên chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xin thôi các chức vụ đang đảm nhiệm gây nên sự chấn động chưa từng có trong dư luận xã hội tại Việt Nam. Dù vậy, đối với người dân, thì vụ việc này không thể nói là một bất ngờ lớn, mà bất ngờ thú vị thì đúng hơn, vì kết quả ngày hôm nay của ông Nguyễn Xuân Phúc đã được dư luận người dân râm ran từ cả năm nay rồi, giờ như một sự chứng minh. Phải chăng vì vậy mà trong buổi chia tay, bàn giao công việc cho bà Phó Chủ tịch, ông Nguyễn Xuân Phúc đã thanh minh rằng, gia đình tôi, vợ và các con của tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Thoạt nhìn cứ tưởng ông Phúc có ý định lợi dụng truyền thông để đôi chói, nhưng có vẻ như ông thấy thực hiện với chủ ý khác, thâm sâu hơn nhiều. Ông ta không những nói với bàn dân thiên hạ mà còn nhắn gửi đến các đồng chí của mình. Đây là sự khôn lỗi cũng như sự quá hiểu nhau, phòng khi bị lật kèo. Được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng là gì? Nếu không phải bằng giấy trắng mực đen với chữ ký của ông Nguyễn Phú Trọng. Một buổi làm việc với mục đích xác nhận gia đình ông Phúc không dính dáng gì đến Việt Á, có thể hình dung đại khái như sau. Giấy chứng nhận, gia đình tôi, vợ và các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Xác nhận các nội dung trên là đúng sự thật, đề nghị cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi. Nguyễn Phú Trọng đã ký. Ai xem video buổi lễ bàn giao đến đoạn này sẽ thấy ông Phúc chủ ý đọc to, rõ và nhấn mạnh. Và đây là hình ông Nguyễn Xuân Phúc. Việc hé lộ kim bài miễn tử đó là một chiêu rất cao tay, biết rằng cái Ủy ban Kiểm tra Trung ương kia nó chẳng có chút giá trị pháp lý, pháp luật nào, nhưng nó lại có giá trị trong thực tiễn. Ông ấy thừa hiểu, phân bua rằng đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận như một sự chứng minh không liên quan đến Việt Á, chỉ đem lại sự mỉa mai và không thể đánh tan nghi ngờ từ phía người dân, phải không? Nhưng ý tưởng nói bóng nói gió cái sự chứng nhận kia thì khá đắt đấy, phòng trường hợp họ muốn tráo trở, lật kèo. Yên tâm đi, giờ thì mọi người đã biết có một thỏa thuận như vậy. Điều này giống như một đóng thêm một cái đinh, gia cố cho chắc chắn, cứ kê cao gối mà ngủ. Nhưng muốn chắc ăn 100% thì công bố ngay và luôn càng tốt, chứ về phía Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thấp họ chả dám. Không ai có thể ngờ ông Phúc lại mách lẻo vụ này, nhưng đây là sự khôn lỗi của ông ta, không còn gì để mất, chỉ có được thôi. Ông Trọng sẽ giữ lời hay lật lọng, cứ giấy trắng mực đen là chắc nhất. Nếu đó là cú lừa ngoạn mục, tung văn bản này lên mạng, thử hỏi còn mặt mũi nào để nhìn người trong thiên hạ nữa không? Tại sao Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải làm việc với ông Phúc để xác nhận không liên quan đến Việt Á? Nếu không liên quan thật, sẽ không cần hay không có nhu cầu này, phải không? Thậm chí còn bị ông Phúc dần cho một trận là đằng khác. Lo bò trắng răng, lấy đâu ra bằng chứng để kết tội? Vậy tức là có liên quan và Ủy ban Kiểm tra Trung ương có nhiệm vụ hô biến thành không liên quan. Hóa ra, ông Trọng chỉ đạo khởi tố vụ án Việt Á chỉ với mục đích ép buộc ông Phúc phải rời khỏi chính trường. Và để đạt được mục đích này, hai bên đã thương lượng, đánh đổi, tiến tới thỏa hiệp là đảm bảo an toàn cho người nhà ông Phúc khỏi liên quan đến Việt Á. Có thể nói, đây là thỏa hiệp ma quỷ làm ô nhục lò chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ Thời báo chấm D với bản tin Một góc nhìn khác về việc ông Phúc tự thanh minh cho gia đình.
Kim Vũ Thời báo chấm D xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Hồng Vệ Binh tấn công ca sĩ trẻ gốc Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 8 tháng 2, AFP Tiếng Việt có bài viết Ca sĩ bị kêu gọi tẩy chay vì gốc gác Việt Nam Cộng Hòa. Theo đó, Hanny Phạm, sinh năm 2004, là người Úc, mang dòng máu Việt, hiện là thành viên của nhóm nhạc idol Hàn Quốc New Jeans. Cô ca sĩ này hiện đang bị cộng đồng fan K-pop Việt Nam kêu gọi tẩy chay mạnh mẽ vì có ông bà, cha mẹ là người có tư tưởng theo chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Từ ngày 6 tháng 2, trên các diễn đàn cộng đồng fan K-pop tại Việt Nam như K-Rất Động với gần 589.000 thành viên, K-Flower có hơn 418.000 người theo dõi, đều đồng loạt đăng tải các bài viết về xuất thân, gia thế của Hanny. AFA cho hay. Và đây là hình bài viết trên trang AFA. Tác giả các bài viết này truy tìm tất cả tài khoản Facebook người thân của Hanny, từ ông bà, cha mẹ cho đến việc người thân của ca sĩ này đã từng chụp hình dưới lá cờ vàng. Từ đó suy ra rằng Hanny được nuôi dạy trong một gia đình theo Việt Nam Cộng Hòa nên ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Những bài viết này thu hút hàng ngàn bình luận. Cộng đồng fan Việt và đa phần là học sinh, sinh viên cho rằng gia đình Hanny thuộc thành phần phản động, bao que, bán nước, cần phải tẩy chay cô ca sĩ này, vẫn theo AFA cho biết. AFA dẫn lời bình luận về sự kiện này của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Theo đó, nhạc sĩ cho rằng phản ứng điên cuồng, sử dụng đám đông để hò hét là phương thức của Hồng Vệ Binh. Họ luôn đòi hỏi tất cả những ai mà họ yêu thích đều phải quy phục họ. Nhưng mà thế giới này không có trò trao đổi như vậy. Theo quan điểm của nhạc sĩ Tuấn Khanh, đám đông đó rất tội nghiệp bởi vì họ chỉ chống lại những người không đủ khả năng để chiến đấu lại với họ mà thôi. Bây giờ họ chửi những người của chế độ trước đều là bao que, bán nước. Nhưng mà khi con gái của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lấy con trai của một viên chức nhà nước Việt Nam Cộng Hòa, thì không ai nói một lời nào cả. AFA dẫn lời anh Khoa, một người hiện đang làm việc ở Mỹ, cho rằng những phản động ứng thái quá mang tính đám đông này của giới trẻ hiện nay là bởi một chế độ giáo dục tuyên truyền, định hướng ngay từ nhỏ mà chính anh cũng là từng trải qua. Bằng trải nghiệm của mình, anh Khoa nói, anh cảm nhận được thái độ hằn học của giới trẻ trong nước đối với lớp trẻ là con em gia đình Việt Nam Cộng Hòa mà Hanny là một điển hình. Chứ ở chiều ngược lại, anh không thấy có sự ghét bỏ của nhóm người trẻ gốc Việt ở Mỹ đối với lớp trẻ lớn lên trong gia đình cộng sản ở trong nước. Một fan K-pop yêu cầu được dùng nickname là Yun bình luận với RFA qua email cho rằng hiện tượng tấn công tập thể, ném đá này không chỉ xuất hiện trong cộng đồng fan K-pop. Và đây là hình ca sĩ trẻ Hanny Phạm. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan được các nhóm dư luận viên và ủng hộ nhà nước sử dụng khá bài bản để định hướng hành động của người dùng mạng. Những yếu tố như lòng yêu nước, tổ quốc, anh hùng dân tộc, hy sinh, chúng ta phe chính nghĩa với chúng nó phe chống phá, được dùng làm chất liệu cho những cuộc đấu tố online và khơi gợi cảm xúc mạnh từ người nhận thông tin. Nếu quan sát thêm, bạn sẽ thấy hệ thống dư luận viên và tình nguyện viên này có rất nhiều trong các group giải trí, hóng drama, học hành, câu lạc bộ sở thích, phim ảnh và thường sẽ tổng vận động khi có những sự kiện tranh cãi, thậm chí do chính họ tự tạo ra mâu thuẫn trong xã hội. Việc kích động và chia rẽ này cuối cùng vẫn nhằm phục vụ cho mục đích chính trị của nhà quản lý, khiến vai trò của họ trở nên quan trọng và có ý nghĩa, bảo đảm sự bình yên của xã hội. Qua sự kiện này, nhiều người nhận thấy khả năng hòa hợp, hòa giải dân tộc ngày càng mong manh. AFA dẫn lời anh Khoa cho rằng, bằng hệ thống tuyên truyền định hướng của nhà nước Việt Nam, lòng thù hận chế độ Việt Nam Cộng Hòa, ngụy quân, ngụy quyền đã ăn sâu vào tiềm thức của phần đông giới trẻ Việt Nam. Theo nhạc sĩ Tuấn Khanh, hòa hợp hòa giải là một chủ trương của nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay lời nói thì nhiều, chứ hành động không có bao nhiêu. Nói như là chiếc áo mặc đối phó với thời thế của chính quyền. Một khi đã thực sự muốn điều đó,
thì họ sẽ buộc mọi tầng lớp mặc áo hòa giải cho đồng bộ. Khi ấy, mọi kiểu hung hăng, làm trò yêu nước như câu chuyện nêu trên cũng sẽ ngã màu. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ Thời báo chấm đề với bản tin Hồng vệ binh tấn công ca sĩ trẻ gốc Việt Nam Cộng Hòa. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ Thời báo chấm đề.